Hi, xin chào các bạn. Ở video trước mình đã hướng dẫn các bạn về bài tập kiểu dữ liệu number trong JavaScript. Ở bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn về kiểu dữ liệu chuỗi trong JavaScript. Khái quát về kiểu dữ liệu chuỗi. Vậy thì chuỗi là gì? Chuỗi hiểu đơn giản là tất cả những gì được đặt trong cặp dấu nháy đơn hoặc nháy kép. Như là nháy đơn nè, hoặc là nháy kép nè. Đó, nằm trong cái cặp dấu này một trong hai này được tính là chuỗi bất kỳ cái gì số chữ bất kỳ cái gì là chuỗi hết đơn giản vậy thôi à, ví dụ ở đây chúng ta sẽ làm thử một biến đầu tiên và s 1 là string một á bằng a b c đó và s 2 bằng một hai ba nó đều là chuỗi cả đó đơn giản vậy thôi thì khởi tạo chuỗi cũng như vậy khởi tạo chuỗi bằng cách là à bạn tạo một biến rồi bạn gán giá trị chuỗi ban đầu của nó luôn thì cái biến nó sẽ là một chuỗi cách thứ hai là bạn dùng con structure string và đưa cái value của bạn vào đó giờ cách thứ ba là một cái giá trị và chấm cái chuỗi là giả sử là đây cái chuỗi bạn nè abc chấm tú string nó đều trở thành chuỗi cả chưa yeah, đơn giản ha đó thì value á cũng tương tự nó chắc chắn phải là chuỗi thì thành ra bạn cứ hiểu thằng nào nằm trong cặp này là chuỗi còn những thằng này đơn giản là làm màu hoặc là nó sẽ dùng cho một số mục đích thật ra không hẳn là màu đâu nhưng mà nó sẽ dùng cho một số mục đích bạn càng có nhiều cách sử dụng thì bạn càng tùy biến được nhiều thôi đó đơn giản vậy thôi đó rồi tiếp tục Uh, đặt cái giá trị trong cặp dấu nháy đơn nháy kép thì quá đơn giản rồi vì nó là cơ bản rồi. Vị trí của các ký tự trong chuỗi thì để thuận tiện cho việc thao tác với chuỗi thì các ký tự trong chuỗi sẽ được đánh số thứ tự từ trái sang phải với ký tự đầu tiên có vị trí là không. Bây giờ mình sẽ ví dụ ha. Ở đây giả sử mình có một chuỗi s1 này là cây tim đó. Thì chữ cây tim này nè vị trí của nó sẽ tương ứng như thế này 0, 1, 2, 3, 4 Chữ K là 0 Chữ T là vị trí số 1 Nhưng nó là vị trí thứ 2 Được không? Vì nó bắt đầu Cái vị trí khi mà bạn truy vấn Ở trong lập trình Với mảng, với chuỗi Nó bắt đầu bằng số 0, không phải số 1 Vị trí của nó là vị trí đầu tiên Số định danh của nó là số 0 Số vị trí của nó là số 0 Được chưa? Vị trí đầu tiên nhưng index thì nó sẽ là số 0 à, nó sẽ trông như thế này rồi ta có thể lấy ra cái ký tự một cách đơn giản như thế này ở đây mình có chữ ký tim đúng không mình console chấm lóc nè thì nếu mình muốn lấy ra cái ký tự đầu tiên thì thằng S1 này mình mở ngoặt không và đóng lại thì khi này in ra bạn sẽ thấy là có chữ K nếu mình muốn lấy thằng thứ hai là thằng chữ T đưa số 1 vô được chưa đó đây là cách để bạn lấy từng ký tự ở trong cái chuỗi của bạn. Rồi, vậy thì có phải là thay vì bình thường chúng ta học toán bình thường là thằng bắt đầu, thằng đầu tiên sẽ phải là số 1 không? Nhưng trong lập trình thằng bắt đầu, thằng đầu tiên sẽ phải là số 0. Đây là một cái lưu ý mà nhiều bạn sẽ bắt đầu dễ bị nhầm lẫn á. Nó sẽ kẹt ở đây thôi, còn lại không có gì hết. Lưu ý là ta không thể thay đổi chuỗi bằng cách thực hiện phép gán nha. Không thể thay đổi cái giá trị con của trong đây nè bằng cách thực hiện phép gán đâu. À, đầu tiên mình lấy chữ T đúng không? Bây giờ mình thử là S1, một đây. Mình thay đổi giá trị của nó bằng thêm một chữ K nữa. Rồi. Xong mình sẽ console lắp nó ra. Mình sẽ lắp lại nguyên cái S1 luôn. Xem thử có thể thay đổi được giá trị không. Thì bạn thấy nè. Gán nó không gây lỗi. Nhưng nó không thay đổi giá trị. Mình cố gắng mình thay đổi chữ T trong chữ cây tim. Bằng chữ K nhưng sau đó nó vẫn là chữ cái tim được chưa đây là lưu ý nha bạn không thể thay đổi bằng cách đó còn nguyên cái chuỗi bạn thay đổi được hoàn toàn vì nó là cái chuỗi nó là một biến của chuỗi như bạn muốn thay đổi một ký tự bên trong chuỗi bằng phép gán dấu bằng như thế này không thể làm được nhé rồi độ dài của chuỗi thì ta dùng thuộc tính len để thể hiện độ dài của một chuỗi ở đây chuỗi chúng ta có rồi ha chúng ta không cần lắm ở đây nữa giờ sẽ thử nè chữ cái tim ha muốn lấy ra độ dài thì len đó, nó sẽ ra được độ dài. 1, 2, 3, 4, 5. Có 5 ký tự, len sẽ xuất ra số ký tự của cái chuỗi. Là độ dài của chuỗi đó. Ok. Rồi. Bây giờ mình sẽ thử cái chỗ này. Chữ cây tim này nè, bây giờ mình sẽ đổ bằng chữ khác đi ha. Am beginner. Chỗ này nó báo lỗi. Thì tại sao chương trình báo lỗi màu đỏ này bạn thấy không? Bây giờ mình chạy cũng không chạy được đâu chắc chắn luôn. Nó nói nè, ngay chỗ này chữ em nè, nó có lỗi. Hiểu một cách đơn giản là trong câu lệnh này á nó bị thừa một dấu nháy đơn. Có ba dấu nè. Có mở dấu nháy đơn thì phải có đóng dấu nháy đơn. Vậy cái dấu này ở đâu ra? Thêm cái nữa hả? Đó. Vậy lúc này cũng không được. Thì chúng ta nếu nếu bạn có nhu cầu á mà bạn có thêm dấu nháy đơn này, thì bạn nên bao cái chuỗi này bằng dấu nháy kép. Đó, là sẽ được, không lỗi gì hết. Được chưa? Thì khi mà các bạn thực hiện cái chuỗi nè, các bạn mở cái dấu nháy kép lần đầu tiên thì chương trình đang hiểu rằng là đây là mở đầu của một chuỗi thì nó sẽ cố gắng tìm cái kết thúc của cái chuỗi đó. Thì kết thúc của chuỗi nó là cái dấu nháy kép kế tiếp. Nhưng nếu chỗ này là dấu nháy đơn, quay lại cái phần lỗi. Thì bạn thấy nè, mở đầu của chuỗi nè, xong kết thúc của chuỗi, chỉ có mỗi chữ A rồi thôi nguyên khúc sau này nè nó thiếu phần mở đầu à rồi ok vậy thì chúng ta thêm một phần mở đầu vào là thành hai cái chuỗi nhưng lúc này bạn không thể gán hai cái chuỗi như thế này được đúng không đó là lý do nó gây ra lỗi một lần bạn chỉ gán được một giá trị thôi đó thì thành ra là cách phích như mình đã nói chuyển thành dấu nháy kép nếu bạn có nhu cầu sử dụng ha rồi đó nếu chúng ta muốn nhiều nhiều dấu nháy đơn hoặc là dấu nháy kép trong một chuỗi thì làm thế nào cách đầu tiên á là nếu ở trong là dấu nháy đơn thì ba đó bằng dấu nháy kép nếu ở trong là dấu như kép thì bao đó bằng dấu như đơn. Cách khác là dùng cặp dấu. Dùng cặp dấu nha. Ở đây nè. Cặp dấu á, thì bài sau á, thì mới hướng dẫn. Hiện tại hướng dẫn tại vì nó sẽ dài thêm nhiều lắm. Và cách cuối cùng là escape character. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu. Thì khi làm việc với chuỗi á, sẽ có những lúc bạn cần đến cái escape character. Hiểu một cách đơn giản là escape character là những ký tự có chức năng phụ trợ cho chuỗi khi ta làm việc đó. Nó sẽ bao gồm một dấu xẹt Dấu xẹt đó là dấu này nè. Đứng trước một ký tự gọi là escape character. Thì bây giờ nếu như bạn muốn ở đây, à bây giờ mình quay về chỗ này. Mình có ba cái dấu giấy đơn, mình muốn sử dụng thằng này mà mình không muốn thay đổi. Ở bên ngoài là dấu giấy kép thì sẹt nó ở cái sẹt này. anh mình sẹt lỗ bên nha. <laughs> Được chưa? Nó sẽ là dấu này đó thì như bạn thấy xài được một cách bình thường mình in ra cho bạn coi cái chuỗi nó trông như thế nào em liền không thì đây chính là escape character thấy <laughs> chưa rồi mình sẽ thử thêm một số cái đi ha à nếu chỗ này mình không để là dấu nhé đơn mình để thành chữ t đi cho bạn coi nè nó cách ra một khoảng thì cái sẹt t này nè nó là một cái ký tự đặc biệt rồi mình sẽ thử sẹt n đi ha nó xuống dòng Đó. thì khi mà bạn sử dụng escape character này thì bạn có thể sử dụng để giữ các cặp dấu này nè để in ra ký tự và nếu bạn dính vào các ký tự đặc biệt như là t này, n này, b nè này, hoặc thêm một dấu sẹt nữa thì nó sẽ ra một cái trường hợp khác thì cái bảng nó sẽ như thế này mình sẽ cho các bạn từng ví dụ từng trường hợp luôn à, để cho các bạn biết được là nó sẽ như thế nào sẽ có 6 trường hợp cụ thể sẽ có 6 trường hợp 4, năm. 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Rồi 2 S3, S4 S5, S6 Trường hợp đầu tiên Chỗ này á Là sẹt N nè Trường hợp thứ hai Chỗ này là sẹt T Thứ ba là sẹt B Thứ tư là sẹt dấu dưới đơn đây là sẹt dấu như kép và hai lần sẹt giờ mình sẽ chạy nha xem nó ra như thế nào cái đầu tiên này nè sẹt n nó sẽ xuống dòng chữ ai xong nó xuống dòng em bị nè thứ hai là chữ t nó sẽ cắt ra một khoảng gọi là tab á tab như khi các bạn sử dụng đốc ở đây tab cũng được cắt ra khoảng nè nó khác với bạn cách bằng dấu cách thấy không đó thì sẹt t chính là cái tab này sẹt b bạn thấy nè nó xóa ký tự đứng trước cái con chỏ nó đơn giản là xóa ký tự đứng trước đấy thôi đó bạn thấy nó ra cái lỗi gì đó rồi xẹt dấu giấy đơn là in ra dấu dưới đơn xẹt dấu giấy kép là in ra dấu dấu kép và xẹt xẹt là in ra thêm dấu xẹt bạn thấy đó đó chỉ có các ký tự đặc biệt đó thôi thì lưu ý là muốn sử dụng escape character thì ta phải sử dụng lệnh console chấm lóc thì chúng ta mới có thể nhìn thấy được đó thì mình lắp nãy giờ ha, tới đây chúng ta sẽ mở rộng thêm một xíu ha bạn thấy nè khi mình muốn làm nhiều thứ mà mình cứ phải lặp đi lặp lại bây giờ mình chỉ có một cách duy nhất là mình cứ copy paste copy paste đúng không sau này khi các bạn học lập trình các bạn sẽ được biết thêm một khái niệm gọi là vòng lập thì lúc đó bạn sẽ đỡ phải làm những chuyện như thế này bạn chỉ cần ba dòng code thôi tầm ba dòng code là bạn làm được hết những chuyện này ok ha rồi chúng ta đi tiếp ha toán tử với chuỗi trong javascript toán tử so sánh à bây giờ mình sẽ tiếp tục và toán tự so sánh đó là toán tự bằng nè a có bằng b hay không à, a và b so sánh a với b so sánh vậy thôi rồi trường hợp thứ hai là trường hợp khác là chuỗi có hai độ dài khác nhau á rồi trường hợp thứ ba là lớn hơn hoặc nhỏ hơn lớn hơn hoặc là nhỏ hơn Đó ngược lại thì có phải là có bốn trường hợp sẽ so sánh như thế này không ok ha thì lúc này chúng ta muốn so sánh thì so sánh làm sao? Thì chúng ta chỉ việc console lắp ra một cách bình thường nữa ha. Mình có một chuỗi va e bằng A. Rồi, va B bằng B. Chúng ta có hai chuỗi. Bây giờ mình thử lắp ra thì các bạn dễ hiểu hơn. Lắp ra A bằng B. Rồi kiểm tra kết quả là sao? A bằng B ra B luôn Đó. Thì chúng ta không so sánh theo cách này được Nó là gán thôi Đúng không? Bây giờ A có bằng bằng B không? Nó như tán học bình thường đã Thấy không? A không hề bằng B vì A và B khác nhau Bây giờ nếu chuyển thành A nè A và B đều bằng A nè Là chu thấy chưa? Đó Thì tương tự như vậy So sánh khác cũng thế Hai thằng không khác nhau Vậy thì Như thế này nó mới khác được chưa? Thành ra với number á, bạn hiểu như thế nào thì so sánh với thằng string cũng tương tự như vậy. Nhưng đoạn này nè, nó bắt đầu khác nè. A có nhỏ hơn B hay không? Thì so sánh chuỗi á, chỗ này là chỗ bạn cần phải lưu ý. Đầu tiên cái cách so sánh của nó là ở ký tự đầu tiên có khác nhau hay không? Tức là ở cùng vị trí á. Ở đây giả sử mình có thằng chữ cây tim. Và ở đây cũng là cây tim. AB có khác nhau không? Có nhỏ hơn không? Chắc chắn là phone rồi nó đang bằng nhau thì làm sao một thằng nhỏ hơn khác được đúng không? Như lúc này khi nó so sánh nè. Ký tự đầu tiên khi so sánh nhỏ hoặc là lớn hơn, nó kiểm tra ký tự đầu tiên là chữ k. Là cùng vị trí với nhau. Ký tự trong chuỗi A có đứng trước ký tự trong chuỗi B trong bảng mã Unicode hay không? Bảng mã ASCII á. Thì mình sẽ kiếm cho các bạn một cái bảng cho các bạn dễ nhìn. Đây, một cái bên Google. Bảng này, bảng này chắc dễ nhìn hơn nè. Đó, bạn thấy đây là bảng ASCII. Chữ A lớn nè là 65. Bạn thấy không? Chữ a nhỏ là 97. Vậy bây giờ chúng ta cùng tìm chữ k nha. Hiện tại là chữ k viết thường không phải viết hoa. Đây. Chữ k, mã ASCII của nó là 107. Và chữ K lớn mã ASCII là 75. Vậy bây giờ mình quay qua đây. B chuyển thành K lớn và a chuyển thành k nhỏ. Cùng so sánh. Phones. A không hề nhỏ hơn B. Vì chữ K của A là K nhỏ. 107 lớn hơn 75. Anh thấy đó. Chữ viết hoa nó nhỏ hơn chữ viết thường nha. Đó. Đừng vậy ha. Rồi. Nếu như bây giờ mình đổi ngược lại A có lớn hơn B hay không? Chắc chắn là có rồi. Đó. Thành ra chuỗi dài ngắn không quan trọng. Quan trọng là cái chữ đầu tiên á. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng quay lại là vậy chữ đầu tiên giống nhau thì nó cứ so dần tới chữ kế tiếp kế tiếp kế tiếp bây giờ nha một chữ kế tiếp mình bỏ vào một chữ thì thằng nào lớn hơn a lớn hơn hay b lớn hơn lúc này a lớn hơn đúng rồi nè a dài hơn à, tức là nếu các chữ y xì nhau thì thằng nào dài hơn thằng đó a vậy à, bây giờ tới chỗ này chữ m và chữ n à, n lớn chắc chắn là nhỏ hơn m nhỏ rồi đó a lớn hơn đúng không được chưa thì quy tắc so sánh của chuỗi là như vậy đó nếu y xì nhau bằng nhau thì đơn giản còn nếu khác nhau thì so sánh từng cặp từng cặp từng cặp từng cặp cùng vị trí cho tới khi thấy thằng cùng vị trí đó có sự khác biệt thì so coi thằng nào lớn hơn thằng nào nhỏ hơn ok toán tử cộng chuỗi trong javascript cộng chuỗi thì sao à bây giờ chữ cây tim và chữ cây tim này mình muốn cộng lại có được hay không thử in ra a cộng b nha đó, cộng được với nhau này thấy không? Cộng là cộng thôi. Trừ thử nha, coi trừ được không? À. Cộng được thì có trừ được không? Trừ được luôn, ra nè. À nhân chia luôn đi. Trời, lỡ tới đây rồi mà, đúng không? Cũng không được. À, chia, nhân không được là chắc chắn chia không được rồi. Đó, mà là chỉ có cộng được thôi, không có trừ. Trừ không làm theo cách đó được. Cộng ở đây là ghép lại á, chứ không phải là cộng tổng lại. Mà thấy ghép không? Chữ cây tim xong thêm một chữ cây tim cộng này là ghép lại thôi chứ không phải như toán học không phải như kiểu số là cộng là cộng ok ha đó thì chữa là xài được toán tử cộng thôi ha rồi toán tử khác ngoài các toán tử cộng thì mọi toán tử trên các chuỗi ký tự bao gồm chữ cái hoặc chữ đặc biệt đều trả về giá trị nè tức là nếu mà xài không được là về này hết thì đối với các chuỗi number string thì chúng ta sẽ tìm hiểu sau thì bây giờ mình muốn mình cho bạn coi một cái chỗ này khá là thú vị nè một hai ba và năm A cộng B kết quả ra nhiêu? 1, 2, 3, 5. Rồi, nếu chỗ này không phải là 5 kiểu chuỗi mà 5 kiểu số nè. 1, 2, 3, 5 luôn. Rồi, nếu chỗ này là 1, 2, 3 nè. Và cộng với 5 nè. 1, 2, 3, 5. Được chưa? Đó. Và chắc chắn chỗ này số là chạy được rồi. Tức là số và chuỗi có thể cộng được với nhau. Nó mặc định chuyển số thành chuỗi. Sau đó cộng chuỗi với nhau. Được chưa? Nếu mà hai vế của biểu thức của bạn đó, một bên là số một bên là chuỗi thì nó mặc định chuyển số lại thành kiểu dữ liệu chuỗi và thực hiện phép cộng với hai cái chuỗi đó. Rồi, vậy thì ở bài này mình đã tổng quát cho các bạn về kiểu chuỗi trong JavaScript. Ở bài sau, chúng ta sẽ cùng hiểu về template literals trong JavaScript và mối liên hệ giữa number string và number. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên luyện tập, thử thách, không ngại khó cảm ơn các bạn